Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 10. Phiên họp sẽ diễn ra trong 2 ngày nhằm thẩm tra các dự án thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách. Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương dự và chỉ đạo phiên họp. Trong buổi sáng, Ủy ban đã tiến hành thẩm tra dự án luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Theo tờ trình của Chính phủ, việc xây dựng, ban hành luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là thực sự cần thiết để tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, bổ sung quy định về hoạt động cứu nạn cứu hộ đối với những sự cố, tai nạn xảy ra trong đời sống hàng ngày có tác động trực tiếp, làm hạn chế quyền con người, quyền công dân, mà theo quy định của Hiến pháp năm 2013 phải được quy định trong luật. Theo thống kê, trong 10 năm trở lại đây, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ được hơn 20.800 vụ. Tuy nhiên, hoạt động cứu nạn cứu hộ đối với những tai nạn, sự cố như tai nạn cháy nổ, sập, đổ nhà, công trình, sạt lở đất đá, người bị mắc kẹt, tai nạn đuối nước chưa được quy định cụ thể trong văn bản luật. Nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Mỹ, Đức, Pháp và một số nước Đông Nam Á đều giao nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên trách làm nòng cốt đảm nhiệm. Vì vậy, việc xây dựng luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác cứu nạn cứu hộ, vừa bảo đảm an ninh trật tự, tính mạng, sức khỏe con người, tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân.